Chiều qua trao đổi với phóng viên, Ban Công an xã Giao An cho biết danh tính đối tượng gây ra vụ việc này là Nguyễn Duy Hợp, sinh năm 1989, trú tại xóm 8, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đối tượng này có một tiền án vào năm 2010 về tội môi giới mại dâm. Trước đó, một lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 xác nhận vụ việc côn đồ đánh lái xe cứu thương tỉnh lẻ xảy ra tại bệnh viện. Vị này cũng cho biết lãnh đạo bệnh viện nhận trách nhiệm về sự việc này. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng Hợp để xử lý theo quy định. Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 4 khiến vùng miền Tây tỉnh Nghệ An bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều bản làng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước sông Cả dâng cao gây ngập quốc lộ 7, đoạn qua bản làng Nhùng, xã Tam Quang, Tương Dương. Hiện tại, người và các phương tiện không lưu thông được. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, đến sáng 18 tháng 8, mưa lũ đã làm chết 5 người, trong đó có 3 người ở xã Chiêu Lưu, một học sinh ở xã Tây Sơn và một thi thể chưa xác định được danh tính. Cũng tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có 2 mẹ con bị nước cuốn trôi, nhưng rất may người dân phát hiện và cứu vớt kịp thời. Mưa lũ còn làm ngập hơn 1.100 ngôi nhà, gần 2.400 hecta lúa, ngô, hoa màu và các cây trồng khác bị ngập, cùng nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết, cùng nhiều công trình hạ tầng cơ sở khác như đường giao thông, cầu, trường học, đê ngăn mặn bị xói lở, sạt lở, hư hỏng. Đến sáng 18 tháng 8, một số địa phương vẫn đang bị ngập lụt, chia cắt, cô lập như các bạn ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Nhiều bản làng ở các xã Thạch Ngàn, Mậu Đức, Lạng Khê, huyện Con Cuông và nhiều xã ở huyện Kỳ Sơn do đường giao thông bị ngập nước hoặc sạt lở đất đá hư hỏng không thể đi lại. Các ban ngành của địa phương vẫn tiếp tục trực ban 24/24 giờ theo dõi sát tình hình mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 3 giờ sáng nay ngày 18 tháng 8 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong. Người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 64B189895 chở theo vợ và con gái nhỏ khoảng 3 tuổi chạy trên quốc lộ 1A hướng Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi gần đến ngã ba Long Khánh, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh thì va chạm với xe khách giường nằm chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm làm cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Vừa lúc này chiếc xe tải mang biển số 60C21971 chạy phía sau tới không xử lý kịp đã cán qua làm hai vợ chồng nạn nhân tử vong tại chỗ. Người con nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. Được biết hai vợ chồng làm nghề bán xăng cho một doanh nghiệp ở thị xã Long Khánh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều. Tài xế xe có camera hành trình đang tập trung trên đèo Na Sầm rất hẹp thì khủng khiếp quá. Chiếc xe tải ngược chiều tông thẳng vào xe có camera hành trình, làm tài xế xe bị thương, hai xe hư hỏng nặng. Sau đó, cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra xử lý vụ việc. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng vào sáng hôm nay cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất đá viên Gia Long nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hiện trường, cơ sở rộng khoảng 50m2 này không đảm bảo vệ sinh do chật hẹp, nền nhà bẩn, tường bám rơ móc, thiết bị sản xuất rỉ sét không được vệ sinh thường xuyên, đá viên thành phẩm xả tràn lan dưới nền. Cơ sở này cũng đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, đoàn đã lập biên bản tạm đình chỉ cơ sở sản xuất nước đá viên mất vệ sinh này. Thấy cô gái làm công nhân khu chế xuất không đủ số tiền lớn để đầu tư sinh lợi, người của công ty gợi ý đưa cô đi cầm cố xe máy lấy 12 triệu đồng để đổi lấy thùng sản phẩm có giá trị 11 triệu 300 ngàn đồng. Khi ra về, nghe nhiều người phân tích bị lừa đảo, cô gái đã quay lại công ty xin trả hàng, nhưng chỉ nhận được lời từ chối mà cho nạn nhân khóc và van xin suốt hơn 6 tháng qua. Thậm chí có nhân viên còn nói thẳng với nạn nhân rằng, ngu thì ráng chịu. Sau đó, nhiều lần công ty này thay đổi địa điểm. Các hiệp sĩ đã tìm kiếm và phát hiện công ty này đóng tại chợ đêm ấp 3 Hiệp Phước Nhân Trạch, nên đóng giả xin việc nghe tư vấn. Bên trong cái gọi là công ty chỉ có vài cái bàn, vài thùng sản phẩm sâm không rõ nguồn gốc. Cùng lúc này, nạn nhân xuất hiện cùng thùng sản phẩm của công ty đã bán trước đó, nhưng vẫn bị từ chối không trả tiền. Lúc này, các hiệp sĩ mới lên tiếng nói sẽ báo với chính quyền xử lý, thì một lúc sau có người trả đủ tiền cho nạn nhân. Theo người dân thấy, có rất nhiều người hàng ngày đến công ty đòi tiền rồi thất vọng ra về. Trước khi đơn vị thi công tuyến đường, ngôi nhà xây bằng gạch kiên cố của ông Trị không hề có vết nứt. Năm 2015, khi đơn vị thi công xây cầu sử dụng các loại máy đầm, máy ủi san lấp các mặt bằng, thì các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Nhiều vết nứt dài hơn 3 mét, rộng từ 3 đến 5 cm. Gia đình phải sơ tán con cháu về rẫy để ở. Bây giờ nhà nước mà có hỗ trợ được gia đình được đồng nào để có điều kiện thì sửa lại cái nhà này mai cho con cái nó học hành, nó về có chỗ nó chung ranh vô. Cách đó không xa, ngôi nhà của ông bà Lành cũng đã bị nứt nhiều nơi, phòng khách, phòng ngủ, hành lang, nhà bếp.
xuất hiện nhiều vết nứt ngang, xiên dài từ 3 đến 5 mét, chiều rộng khoảng 0,5mm, nền gạch lát sàn như là bị sụt lún. Mỗi khi mưa, nước theo các khe cứ chảy lênh láng khắp nhà. Thì lúc làm cầu bắt đầu là nó rền, nó chấn động rồi nó mới nứt. Nó nứt là cứ từ đó ngày nào cũng làm rồi nó cứ răng lần, nó nứt lần, nứt lần. Nên khi mà hết làm là bắt đầu là nó mới nứt to ra lần. Được biết, Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Thuận phối hợp với đơn vị liên quan đã rà soát tất cả các trường hợp bị nứt nhà, lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ sửa chữa. Sắp tới ngày khai trường, các thầy cô trường Suối Bầu, Phù Yên, Sơn La phải sửa lại con đường trước đó đã bị sạt lở. Nhìn cảnh tượng con đường nhỏ hẹp trơn trượt, phía dưới là vực sâu thật sự đáng lo ngại cho các thầy cô và các em nhỏ nơi đây. Nhưng có lẽ đã quen với hoàn cảnh này, các thầy cô vẫn rất lạc quan, vui vẻ làm công việc của mình. Họ đóng những thanh gỗ chặn cho con đường bớt trơn trượt, hiểm nguy. À, con cảm nhận rất là vui. Chị rửa được mấy cô chú về đây chơi với con. Dạ, rất thân thiện với con. Dạ, con rất quý những người này. Dạ, mấy con này, được chơi ảo thuật với chú. Rồi được chơi với mấy cô rồi. Dạ, con cảm nhận rất là vui vì có anh chị rồi tới đây thăm tụi em để cho tụi em chơi một trò chơi rất là vui. Những trò chơi mà tụi em chưa từng được chơi trong nhà. Hẳn với không khí trầm lặng buồn bã của ngày thường, hôm nay nơi đây vui như ngày hội. Các em nhỏ mồ côi cùng với thầy Dương Hữu Tài và các em học sinh dù chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu nhưng dường như đã thân thiết từ lâu. Những lời động viên thăm hỏi một cách ân cần, những màn biểu diễn ảo thuật đã mang lại nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh. Quan niệm của mình và các bạn học sinh đó, thì trẻ mồ côi nó rất là thiếu hụt về cái tình cảm và về vật tinh thần. Về vật chất thì hầu như là có được rất là nhiều cái mạnh thường quân tài trợ, nhưng mà so với cái vật chất đưa ra thì cái tinh thần các em còn thiếu hụt rất là nhiều, ví dụ như trò chơi hoặc là vấn đề về nghệ thuật trong đó có ảo thuật thì các em rất là thiếu. Khi mình đến thì hầu như các em đều thích và các em muốn mình quay lại. Thì đó là cũng là cái niềm vui của em cũng như là các em học sinh đi cùng ở trong câu lạc bộ. Hành thiện tạo phước là điều rất đổi tự nhiên. Nhưng với thầy Dương Hữu Tài thì còn có một cơ duyên khác khó khăn từ nhỏ. Thấu hiểu được những nỗi niềm của những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Người thầy giáo trẻ này luôn tâm niệm khi lớn lên sẽ cố gắng làm một điều gì đó để giúp các em vơi đi phần nào bất hạnh trong cuộc sống. Và rồi vào năm 2015, trong một dịp đi ôn tập để đạt văn bằng 2 về bộ môn quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, anh đã tình cờ làm quen và theo học bộ môn ảo thuật. Bộ môn nghệ thuật này vốn đã là niềm đam mê của anh từ tấm bé. Hiện nay, ngoài giờ lên lớp, thì thầy Dương Hữu Tài còn dành thời gian để đi biểu diễn ảo thuật. Điều đặc biệt là tất cả những số tiền từ hoạt động ảo thuật mang lại, anh đều dành cho những chuyến thiện nguyện như thế này. Với mong muốn phần nào xoa dịu bớt những nỗi đau, sự thiệt thòi về tình cảm, giúp các em có thêm niềm tin hơn trong cuộc sống. Vào tháng 9 năm 2017, câu lạc bộ ảo thuật do thầy Tài hướng dẫn đã được thành lập. Ngoài việc chỉ dạy cho các thành viên trong câu lạc bộ những chiêu biểu diễn đơn giản để phục vụ cho học sinh tại trường, anh còn cùng với các em đồng hành trong những chuyến thiện nguyện mang ảo thuật, niềm vui, tiếng cười đến với những đứa trẻ mồ côi khuyết tật trong và ngoài tỉnh. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ dẫn dẫn có dạy em tham gia. Ân tình như được trao gửi dần dần, sự chân thành của thầy giáo trẻ đã chạm đến nhiều người. Giờ đây, mỗi chuyến đi như thế, ngoài các em học sinh còn có cả phụ huynh cùng đồng hành. Em cảm nhận được rất là nhiều điều bổ ích, ví dụ như là còn những hoàn cảnh khác khó khăn hơn mình. Mình còn đầy đủ ba mẹ, còn có một số em thì mồ côi. Với lại đi này em học được cách chia sẻ, cách quan tâm mọi người hơn. Em học được rất nhiều điều tự hào là sống phải biết chia sẻ, quan tâm đến người khác, tạo cho họ được tiếng cười,
những trò ảo thuật mà thầy đưa đến cho tụi em cũng giúp cho các bạn trẻ được vui hơn, thoải mái và tạo tiếng cười cho các bạn trẻ, tụi em vui rồi. Tấm lòng chân thành của thầy Tài để cho các em những hoàn cảnh khó khăn một niềm vui, một gói quà, một gói bánh, tuy là nhỏ nhưng mà vô cùng cảm động. Sau cái chuyến đi á, bé về bé kể tôi á, là những hoàn cảnh như vậy á, thật sự là cảm động, và bé cảm thấy rằng yêu cha yêu mẹ hơn, và cố gắng có tự học hơn nhiều, rất nhiều ạ. Thầy Tài vẫn luôn tâm niệm việc làm của mình nhỏ xíu như là hạt cát trong sa mạc mênh mông, nhưng chắc chắn rằng việc làm tử tế ấy không hề nhỏ, bởi nó xuất phát từ tấm lòng nhân ái của một người thầy giáo nghèo trên vùng quê mang thức, để rồi những chuyến đi với hành trang là những món quà, những nụ cười ấy vẫn cứ tiếp nối, như phù sa vẫn cứ miệt mài bồi đắp cho vùng châu thổ thêm những màu mỡ yêu thương.